Dạ vâng, em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Minh Tông vừa nhận được một cái sản phẩm, một căn nhà tại khu vực phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Hôm nay thì Minh Tông sẽ tranh thủ quay và đi review đến cho anh chị nhà mình ha. Thì hôm nay thì vừa được chủ nhà ký gửi một cái căn nhà có thiết kế là một trệt hai lầu và đang có 4 phòng ngủ, mà đơn giá cũng khá hợp lý, chỉ có 3,7 triệu cho cái sản phẩm ngày hôm nay thôi. Hiện tại thì Minh Tông đang có mặt tại con đường Nguyễn Dữ ha. Đường này là đường lớn tại khu vực Vĩnh Hòa, và đây là khu đô thị cũng như là khu tái định cư của phường Vĩnh Hòa. Thì sản phẩm ngày hôm nay nó nằm ngay vị trí của khu tái định cư phường Vĩnh Hòa ha cả nhà. Thì như anh chị đang thấy thì với cái trục đường Nguyễn Dữ đây, đi thẳng một chút xíu thôi thì anh chị đã ra được tới ngay chỗ bãi biển và cũng như là đường Phạm Văn Đồng. Hồi nãy trước mắt đây là đoạn căn hộ La Luna ha anh chị. Đó, anh chị đang thấy ha, khu vực này dân cư đông đúc, nhà cửa thì rất là nhiều rồi. Đó, từ đây đi ra biển mất khoảng 500 mét là tới rồi. Thì sản phẩm ngày hôm nay của em á, nó sẽ nằm trong khu tái định cư. Thì với khu tái định cư á, thì hiện tại thì pháp lý nó đã có sổ hết rồi nha cả nhà. Đó, cái đường này là đường lối vào chỗ khu tái định cư, nó chỉ có một vài hộ thôi. Đâu đó chỉ hơn 20 hộ trong cái khu vực này thôi. Thì anh chị đang thấy nè, với cái tòa nhà ngày hôm nay của em nó sẽ nằm ngay vị trí của góc này. Thì nó nằm một lô kè gốc anh chị. Đường thì hiện trạng được bê tông thôi. Cái góc này chỉ là đường bê tông thôi nha anh chị, nên cái đường giá nó gần như cũng khá ổn cho cái khu vực ngoài này. Hiện tại đơn giá chỉ có 3,7 triệu trong một căn nhà có diện tích là 72 mét vuông. Đó, căn nhà hôm nay thì 72 mét vuông, diện tích xây dựng là 67,3 và tổng diện tích sàn là gần 160 mét thôi anh chị ha. Anh chị thấy không? Góc này thì còn được vài lô, hiện tại người ta chưa có cất rồi. Đó, một lô kề căn nhà của chúng ta đây. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong và xây dựng xong anh chị ha. Bề ngang được 4 mét thôi anh chị. Ngang thì 4 mét. Nhà cửa thì có đầy đủ hết rồi. Anh chị thấy không ạ? Rộng rãi. Đây là cái ngay chỗ vị trí công viên nha. Thì công viên này chỗ khu tái định cư thì nó sẽ không được đẹp cho lắm anh chị ha. Anh chị đang thấy nè, đường xá thì thông nhau, ô tô 4 chỗ thì tại chiếc VinFast đang đứng thì có thể đi thông được nhau hết. Được cái đi ra biển khá gần. Qua tới trung tâm thành phố rồi vào khoảng 6 cây ha anh chị, em sẽ tính tới quảng trường ha. Còn cái căn nhà của em ngày hôm nay nè, anh chị đang thấy thì cái thiết kế là một trệt hai lầu, có một tum ở trên nè. Nhà này có 4 phòng ngủ, có phòng khách, phòng thờ đầy đủ hết, có không gian bếp. Thì bây giờ em sẽ quay review chi tiết cho anh chị ha. Bề ngang của căn nhà ngày hôm nay á, thì kéo dài từ góc này kéo qua tới đây, gần như là ở ngoài này nó chia lô hết rồi, nên cái ranh giới á, thì nó sẽ không bị lấn đâu anh chị ha. Riêng mà phần ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Đó, nhà này có mặt hướng tây, mặt hướng chính tây ha anh chị. Buổi sáng thì nó mát, còn buổi chiều thì nó hơi nắng một chút xíu nè. Rào ở phía trước rất kỹ rồi, có ban công. Mặt tiền chính của căn nhà ngày hôm nay nó sẽ như thế này. Đây là khu vực hàng xóm của chúng ta đây anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ quay review chi tiết cho anh chị nha anh. Thì nhà này có bề ngang 4 mét, thì phía trước chủ để lập cái khoảng sân cơ bản là nó sẽ vừa đủ cho 3-4 chiếc xe máy thôi. Đó, 3-4 chiếc xe máy. Thì phần ở phía trong thì bắt đầu họ sẽ làm phòng khách. Phòng khách cơ bản vừa phải, không quá rộng ha. Nhưng mà được cái phòng ở đây thì chủ làm cũng khá ổn, khá là rộng rãi cho một gia đình hả anh chị. Nhà này có 4 phòng, toilet thì đầy đủ hết luôn. Góc phía dưới này nè, phía dưới cầu thang hiện tại để cái tấm nệm bên này gần như là chủ để nhờ thôi. Còn phía dưới này anh chị có thể thiết kế làm lại một cái chỗ để tivi ở góc bên đó, hoặc góc bên này nhìn thẳng qua tivi có thể bắt lại phía bên này, hay là bắt phía bên này cũng tùy theo anh chị ha. Đó, góc này thì lối cầu thang đi thẳng lên phía trên, phía dưới này sẽ có một cái toilet nè. Đó, lối cầu thang đi lên được lót đá granite hết và sử dụng tay cầm gỗ, tất cả đều bằng gỗ anh chị ha. Gỗ đặc nè, chứ không phải là gỗ công nghiệp đâu anh chị. Đây, lối cầu thang đi thẳng lên khá rộng rãi ha. Nhà này hiện tại đang bán phần thô, không có nội thất gì hết anh chị ha. Còn phía dưới này nó sẽ có cho anh chị là cái toilet đây anh chị ha. Đây, toilet cơ bản. Tận dụng ở phía dưới cái cầu thang để làm một cái toilet nè. Cũng rất là rộng anh chị ha. Đây là cái phòng ngủ ở phía dưới đây anh chị. Ở phía dưới nó có sẵn cho anh chị một cái phòng ngủ nè. Phòng này thì nó có toilet trong luôn. Đây có sẵn toilet ở phía trong. Với những cái phòng như này nó rất thích hợp cho nhà có ông bà lớn tuổi ở thì sẽ nó hợp lý hơn chị.
sử dụng cụ gỗ này, gỗ đặc rất là dày. Rồi cửa sổ mở, không gian rất là thoáng, nó không bị bí ha anh chị ha. Phía dưới này nha thì sẽ là không gian của khu vực bếp. Đây khu vực bếp đây anh chị, bếp làm. Tủ ở dưới không có tủ treo ha, những ổ điện bắn sẵn hết cho anh chị rồi. Rồi góc bên này thì la bu bu đá để là nít hết anh chị. Cái không gian bếp rất rộng anh chị ha. Thay vì những cái căn nhà khác phía dưới nó sẽ có vừa bếp vừa toilet ở dưới, nhưng mà hiện tại là chủ làm tận dụng phía trên kia cái toilet ở dưới cầu thang rồi, thì cái không gian bếp phía dưới này rất là rộng. Đây anh chị, bây giờ em sẽ đi lên lại phía trên review cho anh chị, cho mình coi vị trí tầng 2 này. Đó, nhà này thì một trệt hai lầu, có một cái tâm trên. Tâm trên thì để đồ linh tinh thôi. Đơn giá thì chỉ có 3,7 triệu vẫn còn thương lượng ha anh chị ha. Tính ra với cái đơn giá mà 3,7 triệu ở khu vực ngoài này á, chỉ mua được đất thôi, không có nhà ha anh chị. Rồi đây sẽ là cái phòng ngủ tiếp theo ha. Với cái phòng ngủ này hiện tại là chủ chưa bắt cửa nè. Anh chị cho mình muốn bắt hoặc để hay là một cái phòng sinh hoạt chung vẫn được ha anh chị ha. Đó, để sẵn một cái bộ ghế. Ghế này phải vệ sinh lại hoặc là bỏ mình làm ghế mới ha anh chị. Là có một cái phòng sinh hoạt chung ở đây. Có ban công. Ban công rất là rộng nha. Đó, đây là không gian hàng xóm của chúng ta đây anh chị. Phía mặt bên kia là núi Cô Tiên rồi. Phía mặt bên đó sẽ là có chùa Đao Bảo ha anh chị ha. Nhà xây dựng khá là ổn, có kiên cố. Pháp lý thì sổ đã hoàn công hết rồi. Sổ đỏ hoàn công nên anh chị yên tâm ha. Rồi phía bên này sẽ có tiếp tục cho mình là một phòng ngủ đây. Phòng ngủ này nó vẫn có cái toilet ở phía trong ha. Hai cái toilet từ tầng trên xuống tầng dưới đều thông nhau hết anh chị ha. Đây đó, toilet đầy đủ hết. Nhà này sơn màu trắng, nhà vừa hoàn thiện xong luôn, nó vẫn còn rất là mới ha anh chị ha, không có vấn đề xuống cấp ha anh chị. Rồi phía sau đây có tiếp một toilet nữa. Phòng này, cái này có thể làm một cái nhà kho cũng được ha anh chị ha. Rồi đây là tổng quan của tầng 2, thì bây giờ em tiếp tục lên tầng 3 cho anh chị nhà mình. Thì gần như là thiết kế xây dựng nó giống nhau, tầng này cũng như nhau, nó không khác gì đâu anh chị. Nhưng mà em cũng sẽ quay cho anh chị kỹ hơn để anh chị nhà mình hình dung rõ hơn ha. Đây là lối cái cầu thang mà để bắt đi lên cái vị trí ở trên cái chuồng cu ở trên ha, cái tâm ở phía trên đó anh chị. Rồi phòng này thì đặc biệt hơn, căn phòng ngày hôm nay cái phòng này nó rất là rộng nha, làm thông với nhau đó. Thông ra tuốt phía sau đây có toilet. Đây thì dành cho hai vợ chồng mới cưới thì rất hợp lý. Nhà có con rể con dâu thì ở đây thì rất ok nè anh chị. Khúc này để một cái giường, tủ, phòng sinh hoạt chung phía sau. Rồi bên đây thì sẽ là cái phòng thờ anh chị ha. Đây là góc không gian của phòng thờ, rộng rãi, có cái ban công phía trước thì nó rất là thoáng anh chị. Rồi lên vị trí trên này thì nó càng cao hơn thì nó đẹp hơn rất nhiều. Đó, anh chị thấy không? Những căn hộ nè, nhà cửa xây dựng rất là nhiều nè. Khu vực này bây giờ dân cư rất là đông rồi anh chị ạ. Giá mà ở ngoài khu vực này bây giờ cũng rất là cao. Nhưng mà những cái căn nhà đưa giá tầm 3,7 triệu như thế này rất là hợp lý để cho anh chị nhà mình mua đầu tư hoặc ở anh chị ha. Giá vẫn còn thương lượng, chủ thì tiền chỉ bán đến cho anh chị nhà mình. Cô chú anh chị mình mà quan tâm thì cứ liên hệ em ha, em sẽ gửi thông tin đầy đủ và giúp cô chú anh chị nhà mình đầu tư cái đơn giá nó hợp lý nhất và cái đơn giá tốt nhất. Thì cũng rất mong mà được làm việc và hợp tác chung với là cô chú anh chị nhà mình. Mọi thông tin chi tiết này anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0905 802 187, số có hiện trên màn hình. Số này có cả Zalo ha anh chị ha. Thì bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc video tại đây. Minh Tông xin kính chào, hẹn gặp lại cái nhà mình vào video tiếp theo em ngày hôm sau nha.